Vương Tinh Việt tên thật là Vương Đào, sinh ngày 5 tháng 3 năm 2002, hiện đang là diễn viên thuộc công ty quản lý Hoan Ngu Ảnh Thị của biên kịch Vũ Chính. Anh chàng đỗ học viện hí kịch Trung ương, khoa biểu diễn khi mới chỉ 15 tuổi. Trong khoảng thời gian theo học tại trường, anh từng tham gia biểu diễn trong nhiều vở kịch nói và bắt đầu tham gia đóng phim. Dù chỉ mới gia nhập làng giải trí chưa đầy 5 năm, nhưng Vương Tinh Việt đã sở hữu loạt phim đình đám và đang là một trong những nam diễn viên trẻ được yêu thích nhất ở thời điểm hiện tại. Trong video này, hãy cùng Cbiz Phim điểm qua 8 bộ phim đã góp phần làm nên tên tuổi của Vương Tinh Việt nhé! Mặc Vũ Vân Gian 2024. Mặc Vũ Nhân Gian kể về hành trình trả thù và thay đổi số phận của Tiết Phương Phi do Ngô Cẩn Ngôn thủ vai, cùng mối quan hệ dây dưa giữa nàng và quốc công Gia Tiêu Hoành do Vương Tinh Việt thủ vai. Tiết Phương Phi vốn là một nàng tài tử xinh đẹp, sinh ra trong một gia đình huyện lệnh êm ấm. Năm 16 tuổi, nàng tiểu thư Tiết Phương Phi được gả cho chàng thư sinh Thẩm Ngọc Dung do Lương Vĩnh Kỳ thủ vai. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ tràn ngập hạnh phúc, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang khi mọi thứ tốt đẹp chỉ kéo dài được 3 năm. Sau khi đỗ trạng nguyên, bởi vì Thẩm Ngọc Dung được trưởng công chúa nhìn trúng nên đã nổi lòng tham và ham muốn quyền lực. Sau đó, đã cùng trưởng công chúa lên kế hoạch khiến Tiết Phương Phi tan nhà nát cửa, bản thân cô thì bị vu oan tội thông dâm và còn bị chính tay người chồng của mình chôn sống. Trong lúc thập tử nhất sinh, Phương Phi may mắn thoát chết và được tiểu thư Khương Lê do Dương Siêu Việt đóng, cứu giúp. Chớ trêu thay, số phận của Khương Lê do Dương Siêu Việt thủ vai cũng không tốt hơn gì so với Tiết Phương Phi. Trong một đêm trốn ra ngoài để đưa đồ ăn cho Tiết Phương Phi, Khương Lê bị người của Trinh Nữ Đường bị bắt tại trận và đánh đến chết. Sau đó, Tiết Phương Phi đã dùng thân phận của Khương Lê để trở về Khương gia rửa oan báo thù cho ân nhân của mình và cho chính mình. Trên hành trình trông gai này, Tiết Phương Phi vô tình vướng vào mối quan hệ dây dưa đầy nguy hiểm với Tiêu Hoành. Hai người bắt đầu từ sự lợi dụng lẫn nhau, lại dần rơi vào lưới tình sau thời gian dài tiếp xúc, thấu hiểu. Liệu cả hai sẽ phải đối mặt với điều gì và họ có được kết cục trọn vẹn hay không, chính là điều hầu hết khán giả đang cảm thấy tò mò. Mặc Vũ Vân Gian không chỉ sở hữu cốt truyện đại nữ chủ báo thù đầy lôi cuốn, phim còn kết hợp đa chiều, dung hợp giữa tình yêu, thù hận cùng với trạch đấu, quyền mưu và nhiều chất liệu hấp dẫn khác. Giữa cơn bão tuyết 2024. Giữa cơn bão tuyết được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Phim xoay quanh câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của thiên tài Bia Lâm Diệc Dương do Ngô Lỗi thủ vai. Vì một số chuyện trong quá khứ, Lâm Diệc Dương phải tạm gác lại ước mơ của mình để du học ở nước ngoài. Tại đây, anh đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là nỗi nhớ nhà và áp lực tài chính. Trong một cơn bão tuyết, anh tình cờ gặp được Ân Quả do Triệu Kim Mạch thủ vai, một cô gái đồng hương cũng nổi tiếng trong lĩnh vực bia. Sự xuất hiện của Ân Quả mang đến một luồng gió mới cho cuộc sống của Lâm Diệc Dương. Dưới sự ảnh hưởng của cô, anh không chỉ bắt đầu theo đuổi cô mà còn lấy lại đam mê với bia, quyết tâm quay trở lại đấu trường chuyên nghiệp. Trong phim, Vương Tinh Việt đảm nhận vai Mạnh Hiểu Đông, anh họ của Ân Quả và là một tuyển thủ bia chuyên nghiệp. Anh đã từng đạt quán quân bia thế giới và luôn xem Lâm Diệc Dương là đối thủ đáng gờm. Mặc dù có cạnh tranh gay gắt, nhưng Mạnh Hiểu Đông vẫn hy vọng Lâm Diệc Dương có thể quay lại đấu trường bia để không lãng phí tài năng của mình. Nhân vật Mạnh Hiểu Đông của Vương Tinh Việt được đánh giá là có phong thái rất đỗi đỉnh đạc, điềm đạm, tính cách trầm tĩnh, nghiêm khắc và đầy nguyên tắc đúng dáng vẻ của một người đứng đầu. Vì rùa nam tính, khí chất cuốn hút, cùng với chiều cao 1m84 với hình thể có phần mảnh mai nhưng bóng lưng cao gầy, thẳng tắp của anh lại khiến khán giả không ngừng suýt xoa và si mê. Ninh An Như Mộng 2023. Trong kiếp trước, Khương Tuyết Ninh do Bạch Lộc thủ vai là nhị tiểu thư của hộ bộ Thị Lang, cô nổi tiếng lãnh đạm, kiêu ngạo và độc đoán. Cô đã tốn nhiều tâm cơ để đạt được ngôi vị hoàng hậu nhưng cuối cùng lại bị ép phải tự sát trong một cuộc cung biến. Trước lúc chết, cô mới nhận ra những sai lầm của mình và mong muốn dùng mạng sống để đổi lấy mạng sống của người duy nhất mà cô cảm thấy mắc nợ là Trương Già, Vương Tinh Việt thủ vai. Khi được trọng sinh, Tuyết Ninh quyết định thay đổi số phận của mình. Cô nhập cung và trở thành bạn học của công chúa Thẩm Trì Y, đồng thời trở thành học trò của thiếu sư Tạ Nguy, Trương Lăng Hách thủ vai. Với trí tuệ và lòng dũng cảm, Tuyết Ninh đã sử dụng những kinh nghiệm từ kiếp trước để thay đổi số phận của bản thân và những người xung quanh. Nhân vật Trương Già của Vương Tinh Việt được thiết lập với hình tượng là vị quan thanh liêm, chính trực, sống không thẹn với lòng, chết không thẹn với thế gian. Cả cuộc đời của Trương Già đều trầm ổn và ẩn nhẫn, điều duy nhất trên thế gian có thể khiến y thất thố, vượt qua giới hạn có lẽ chỉ có cái tên Khương Tuyết Ninh. Toàn bộ tấm lòng Trương Già đều dành trọn cho Khương Tuyết Ninh, vì nàng hắn cam tâm tình nguyện hy sinh cả tính mạng, nhưng y lại không bao giờ để nàng biết được y yêu nàng đến chừng nào. Dù đến cuối cùng không có được nữ chính, nhưng Trương Già thật sự tốt đẹp, thật sự ngay thẳng,
dù kiếp trước hay kiếp sau vẫn luôn giữ được bản ngã của mình. Vi Hữu Ám Hương Lai 2023. Bộ phim xoay quanh Hoa Thiển, Châu Dã, con gái của một gia đình quyền quý. Mẹ cô kinh doanh hương dược, trong khi cha cô, Hoa Văn Ngang, Trương Lũy là quản đốc. Kiếp trước, vì yêu Trọng Dạ Lan, Bành Sở Việt thủ vai, Hoa Thiển đã không từ thủ đoạn để được gả vào nhà họ Trọng, dẫn đến gia đình cô bị tan nát và bản thân cô bỏ mạng trong sự uất hận. Bất ngờ, Hoa Thiển được Trọng sinh đúng vào đêm đại hôn khi cô chuẩn bị gả vào nhà họ Trọng. Mang theo ký ức của kiếp trước, Hoa Thiển nhận ra những sai lầm của mình và quyết tâm sửa chữa. Cô bắt đầu thay đổi số phận, cố gắng bảo vệ gia đình và tìm ra những bí mật trong quá khứ. Trong quá trình thay đổi bản thân, Hoa Thiển nhận được tình yêu của Trọng Khê Ngọ, Vương Tinh Việt, người luôn âm thầm giúp đỡ và bảo vệ cô. Bên cạnh cô còn có anh chàng hộ vệ đáng tin cậy Hoa Nhung Châu, Trương Giật Kiệt, người luôn sẵn sàng đặt an nguy của Hoa Thiển lên trên cả tính mạng của mình. Mặc dù chỉ mới 19 tuổi khi đảm nhận vai nam chính Trọng Khê Ngọ, nhưng Vương Tinh Việt dường như đã hoàn toàn nắm bắt được tâm lý nhân vật, thể hiện trọn vẹn nhất hình tượng của Trọng Khê Ngọ, một vị gia chủ trầm ổn, ẩn nhẫn, che giấu tình cảm cùng lúc gánh vác sứ mệnh, trách nhiệm gia tộc. Phong thái đi đứng cho đến biểu cảm trên gương mặt hay ánh mắt và cả những tiểu tiết trong hành động đều góp phần tô điểm cho các sắc thái cảm xúc của nhân vật. Khán giả có thể cảm nhận rõ tâm trạng của Trọng Khê Ngọ, có thể thấy được sự kiềm chế tình cảm đối với nữ chính Hoa Thiển, sự bi lụy, đau khổ, khao khát được hồi đáp. Lần đầu yêu anh 2022. Năm 2022, Vương Tinh Việt có bộ phim Thanh xuân vườn trường Lần đầu yêu anh được phát sóng. Trong phim, anh chàng đảm nhận vai nam chính Nhậm Sơ, diễn cùng nữ diễn viên Điển Hy Vi. Nữ chính Lưu Vãn Vãn là sinh viên năm 2 khoa lâm sàng của trường Đại học Y Thanh Diệu. Do tâm lý kém nên cô thường có biểu hiện bất thường mỗi khi thi cử. Trong một lần say rượu, Lưu Vãn Vãn tuyên bố sẽ theo đuổi siêu cấp học bá cùng trường Nhậm Sơ. Tuyên bố này khiến tin đồn về chuyện tình ái giữa hai người ngày càng lan rộng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc học tập và cuộc sống vốn đã rất vất vả của Lưu Vãn Vãn. Để làm rõ mối quan hệ giữa hai người, cô đã cùng với Nhậm Sơ tạo ra kế hoạch loại bỏ tin đồn. Trong quá trình làm rõ ồn ào tình cảm này, cả hai đã nhìn thấy điểm sáng trong tính cách của nhau và dần nảy sinh tình cảm với nhau. Với sự giúp đỡ và hướng dẫn của Nhậm Sơ, Lưu Vãn Vãn đã dần vượt qua chính mình, tìm được sự cân bằng giữa sở thích và việc học để trở thành một sinh viên y khoa đạt chuẩn. Trần Tu Ký 2022. Trần Tu Ký thuộc thể loại ẩm thực cổ trang. Phim kể về hành trình của Lăng Tiểu Tiểu do Hà Thụy Hiền thủ vai, một đầu bếp trẻ đầy đam mê và quyết tâm trở thành siêu đầu bếp hoàng gia. Với tài năng xuất chúng, Lăng Tiểu Tiểu đã chinh phục được hoàng tử Chu Thọ Khuê do Vương Tinh Việt thủ vai, người nổi tiếng khó ăn uống. Nhờ đó, cô được vào cung làm việc trong phòng phục vụ món ngon cho thái tử. Không bao lâu sau khi vào cung, Lăng Tiểu Tiểu đã chiếm trọn tình yêu của thái tử bằng những món ăn ngon. Tuy nhiên, cô vô lại tình trở thành cái gai trong mắt của Tấn Vương, Lý Quý Phi và Hoàng hậu. Được sự bảo vệ của hoàng tử, Tiểu Tiểu dần hóa giải mọi chuyện bằng tài năng ẩm thực của mình. Nhưng với tư cách là thái tử phi tương lai, cô bị lễ nghi hoàng gia cấm đến gần nhà bếp. Vì không muốn từ bỏ đam mê nấu nướng, Lăng Tiểu Tiểu quyết định rời khỏi hoàng cung và mở một nhà hàng mang tên Trần Tu Ký để tiếp tục theo đuổi ước mơ làm đầu bếp. Vì thương nhớ mà thái tử đã giả chết để rời khỏi hoàng cung và đến với Lăng Tiểu Tiểu. Tu Trần Ký là một bộ phim có bối cảnh trốn hậu cung vô cùng đáng yêu, mọi người trong cung không đấu đá lẫn nhau, mà ngược lại còn yêu thương và bảo bọc nhau. Phim cũng có nhiều tình tiết hài hước đem lại tiếng cười vui vẻ cho người xem. Công tử Khuynh Thành 2021. Công tử Khuynh Thành được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Duy Hòa Tống Tử. Bộ phim kể về nữ hiệp giang hồ Lâm Trì do Bốc Quán Kim thủ vai, một cô gái tinh nghịch, hào sảng nhưng lại hơi mù đường. Từ nhỏ, cô đã theo sư phụ lang bạt giang hồ, cướp của người giàu chia cho người nghèo. Trong một lần bỏ trốn, cô lên nhầm xe ngựa của Mạch Khinh Trần do Vương Tinh Việt thủ vai. Vị hoàng tử cô độc, không có cảm giác, vẫn luôn sống nhàn tản trong sự che chở của hoàng hậu. Trên xe ngựa, hai người vô tình chạm vào nhau. Lần đầu tiên Mạch Khinh Trần cảm nhận được thế giới, bèn ép Lâm Trì ký kết khế ước với mình. Từ đó, hai người bắt đầu một câu chuyện nhân duyên kỳ diệu, từ đôi oan gia vui vẻ trở thành người yêu. Châu Sinh Như Cố 2021. Bộ phim kể về Thôi Thời Nghi do Bạch Lộc thủ vai, con gái Thôi Gia, một gia đình danh giá ở quận Thanh Hà. Vì thế lực gia tộc thịnh vượng, ngay từ khi còn trong bụng mẹ, cô đã được ban hôn với Thái tử Lưu Tử Hành do Vương Tinh Việt thủ vai. Khi còn nhỏ, Thời Nghi gặp biến cố gia đình khiến cô mắc tâm bệnh và mất ngôn ngữ trong nhiều năm liền. Vài năm sau, Thời Nghi bái Châu Sinh Thần do Nhậm Gia Luân thủ vai, làm sư phụ, trở thành đệ tử thứ 11.
Ngay từ ánh mắt đầu tiên, Thời Nhi đã đem lòng thầm ngưỡng mộ sư phụ mình. Nhờ tình cảm này, cô đã có thể nói chuyện trở lại. Vào ngày thành thân với Thái tử, Thời Nhi nhận được tin Châu Sinh Thần đã hy sinh. Trong nỗi đau đớn tột cùng, Thời Nhi đã nhảy từ thành lầu tự vẫn trước mặt mọi người. Có thể nói, vai nam phụ Lưu Tử Hành chính là đỉnh cao đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của Vương Tinh Việt. Từ sau vai diễn này, hình tượng Vương Tinh Việt thường được cộng đồng mạng xứ Trung ví von là gương mặt vàng trong làng phản diện. Bằng lối diễn xuất linh hoạt cùng khí chất vương giả ngút ngàn đã thành công khắc họa nên một Lưu Tử Hành vừa đáng thương vừa đáng hận trong Châu Sinh Như Cố. Mỗi khi nhìn thấy Vương Tinh Việt, khán giả sẽ nhớ ngay đến vị thái tử đương triều trẻ tuổi và mưu mô, người đã gán tội róc xương cho nam chính và bức nữ chính phải nhảy lầu tuẫn táng vì tình. Vẻ mặt uy nghiêm, cao lãnh xuất thân dòng dõi vương giả hay ánh mắt si tình, căm phẫn, cảm giác thống khổ khi chứng kiến người trong lòng tìm đến cái chết, tất cả đã để lại dấu ấn sâu đậm đối với người xem. Trong thời gian tới, Vương Tinh Việt vẫn còn rất nhiều dự án phim đang chờ lên sóng hoặc đang trong quá trình quay, có thể kế đến như phim Ngũ Phúc Lâm Môn của biên kịch Vu Chính, dự án Định Phong 3 đóng cùng nữ diễn viên Lư Dục Hiểu, cùng với đó là rất nhiều kịch bản chất lượng đã được gửi đến Vương Tinh Việt. Trẻ tuổi, điển trai, vóc dáng chuẩn, gương mặt hợp với màn ảnh, lại có diễn xuất tiến bộ qua từng phim, con đường sự nghiệp của Vương Tinh Việt trong tương lai hứa hẹn sẽ cực kỳ rộng mở. So với những tiểu sinh sau 2000 khác ở Cbiz, thì diễn xuất của Vương Tinh Việt có thể xem là rất sáng, rất có tiềm năng phát triển. Chỉ cần được rèn rũa thêm bằng một số vai diễn có chiều sâu và phức tạp hơn, thì sẽ nhanh chóng có sự tiến bộ hơn nữa về diễn xuất và có được một vị trí vững chắc tại Cbiz. Bạn đã xem được bao nhiêu bộ phim của Vương Tinh Việt rồi? Bạn có ấn tượng như thế nào về anh chàng Vương Tinh Việt? Hãy chia sẻ cho mình biết ở phần bình luận nhé! Và nếu cảm thấy video này thú vị thì hãy cho mình một like, đồng thời cũng đừng quên bấm đăng ký kênh nữa nhé! Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. See you!